Em chào tất cả các bác. Hôm nay là em làm một cái video về cái việc cảnh báo giả mạo ở bên web của em. Đây là cái giao diện chính của web Thiên Đường Ngàn Hoa, là cái kênh em vẫn hay bán ở cả trên YouTube, cả trên website. Anh chị có thể lên website đặt hàng và nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm ở đây. Có số điện thoại anh chị nhé. Số điện thoại là 0826111000 và 0828528555. Là hai số điện thoại ở bên em bán hàng. Thì ở trên cái web Thiên Đường Ngàn Hoa này thì có những cái bài viết về thiết kế giàn lan, cũng như là hoa lan bảo hành, rồi thì những cái sản phẩm hoa lan bên em, sản phẩm hoa lan, hoa hồng và vật tư, những cái hoa cây xanh này, hay là sản phẩm vật tư, nó có các loại phân bón, anh chị có thể lên đây để đặt hàng. Và nó có những cái mục như danh sách, chính sách bảo hành, đổi trả do anh thanh toán, ở nội quy cửa hàng, cảnh báo giả mạo. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video về cảnh báo giả mạo các bác. Ở hôm nay thì em sẽ là mọi người xem những cái bài viết của bên em. Ví dụ như cái bài viết này, bài viết này về Lan Kiếm Tiên Vũ. Lan Kiếm Tiên Vũ này thì là em viết từ chắc cũng 2 năm rồi. Khoảng 2 năm rồi thì hôm nay em thấy là có nhiều cái website là gần như copy tất cả những cái cách trồng này. Chuẩn bị giá thể trồng cây, giá thể trồng cây có thể trồng đất chấu hun, vỏ thông, sỏi nhẹ. Quan trọng nhất là giá thể cần phải sạch. Thì đây, giá thể trồng cây có thể trồng với đất hun chấu, đất chấu hun, vỏ thông, sỏi nhẹ. Quan trọng nhất là giá thể cần phải sạch. Thì như cái web này thì có thể là người ta chưa trồng kiếm bao giờ, hoặc là người ta có trồng nhưng người ta lại đi copy tất cả những cái nội dung mà em viết để người ta dán sang cái web của người ta. Đấy, thì là cái đó em không biết là cái web dụng cụ làm vườn này có trồng hay không thì em cũng không rõ. Hoặc là như cái web vườnlan.net này cũng thế thôi. Hình dáng cây này, từ cái hình dáng cây, thân cây, lá này, dễ trồng, loại lan dễ trồng, dễ chăm sóc, được sống vùng độ ẩm cao, cây sẽ phình cao 5-7 cm này. Thì cái bài Kiếm Tiên Vũ này của em thì nó cũng như vậy. Em cũng viết là từ lâu rồi đây. Người ta gần như copy tất cả những cái bài viết của em. Thì cái quan trọng là em muốn nói đến mọi người là mọi người nên biết, để mọi người khi mà mọi người mua hàng ấy, mọi người tránh nhầm lẫn với những cái web khác. Ví dụ như anh chị mua ở bên Thiên Đường Ngàn Hoa thì sẽ có những cái dịch vụ riêng và những cái cây riêng và những cái cây và bọn em biết, bọn em làm, bọn em viết. Thì ngoài ra thì cái Kiếm Tiên Vũ này nó cũng có những cái web vườn hoa lan này, người ta copy gần như là tất cả những cái nội dung bên em. Thì mọi người nên chú ý, bởi vì là khi mà anh chị mua hàng ở những cái web mà người ta không biết về cây, không hiểu về cây á, thì người ta sẽ không thể viết được những cái nội dung như này. Như bản thân bên em là bên em biết và hiểu về cây, có trồng thì sẽ hiểu được cây. Thì mọi người nên chú ý những cái web mà như này. Ngoài ra thì ngoài cây Tiên Vũ ra này có cái cây trắng hoàng voi này. Cái cây trắng hoàng voi này em quay video và up lên trên YouTube ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì có một cái web này cũng người ta cũng copy luôn cả cái video và hình về, là người ta dán vào cái video của web của người ta. Thì cũng có thể là người ta không có cây này thì người ta copy về vui cũng được. Nhưng mà bán thì cần phải rõ ràng hơn. Đấy. Hoặc là như cái bài Hoàng Vũ các bác nhé. Cái bài Địa Lan Hoàng Vũ cũng thế này. Địa Lan Hoàng Vũ hình dáng cây, thân cây Địa Lan Hoàng Vũ được sống ở vùng độ ẩm cao nên cây sẽ phình ra và cao khoảng từ 3-5 cm. Gần như những cái này là đều là những cái bài em viết. Đây là giống cao nên thân cây phình to, chỉ cao 3-5 cm. Thì gần như những cái nội dung này là em viết hết trên website Thiên Đường Ngàn Hoa, mọi người có thể lên đấy để đọc. Những cái web như thế này thì có thể là người ta không có cây, hoặc người ta bán cái cây khác, thì mọi người mua mọi người nên lưu ý. Kèm vào đó thì đó chính là cái bài Kiếm Phan Chí. Kiếm Phan Chí này, mọi người có cái bài Kiếm Phan Chí này, mọi người đọc ở bên em ấy, đọc ở trên website thì mọi người sẽ biết là cái nội dung nó như nào. Từ bán sơn địa này, dòng lan rất nhiều người ưa chuộng, dễ xiêng hoa này. Đấy, nguồn gốc rừng Việt Nam. Thì như cái web đây, cái web này thì nó cũng là gần như copy cái phần thân lá, gần như là copy hết cái nội dung của bên em, cái web vườn lan này. Đấy. Còn cái web Lan Rừng Đẹp này thì là web mà người ta copy cái bài Địa Lan Hoàng Vũ của bên em. Đấy, copy cái bài Địa Lan Hoàng Vũ viết, em viết về thân cây cao khoảng 3-5 cm đó. Thì cái tất cả những cái bài này em đều viết rõ ràng ở trên web các bạn. Thì đấy là những cái bài đấy. Ngoài ra thì nó có những cái như là cái bài hồng phấn này, cái video về cái cây hồng phấn ấy. Đây, cái video về cái cây hồng phấn này là em đăng ở trên YouTube, là ở kênh Thiên Đường Ngàn Hoa này. Đấy, nhưng mà cái web này là người ta đã cái web lan đột biến.net này,
cái web này thì người ta đã copy luôn cả cái video video của bên em là để dán vào đây, nếu mà quảng cáo thì cái khi mà các bác mà mua những cái cây hồng phấn này các bác vào những cái web chính như web của em ấy, còn đây là những cái video mà người ta cóp lại của em thì chưa chắc là cây người ta đã có cây và bán cây nó sẽ đúng các bác. Đấy là cây hồng phấn. Ngoài ra thì ví dụ như cái video là bốn loại lan kiếm được đầu tư năm 2021 này, bốn loại lan kiếm em đăng ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa này. Đấy. Thì cái web đặc sản ba miền này, mua đặc sản ba miền thì người ta cũng copy luôn cả cái video này của em về người ta đăng ở đây. Đấy. Hoặc là cái video Hồng Yên Thủy này em đăng ở vào năm 2020. Đấy, em đăng trên YouTube của kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Em đăng trên YouTube kênh Thiên Đường Ngàn Hoa này từ tháng 7, mùng 7 tháng 6 năm 2020. Thì có một cái YouTube Đức Hoa Lan này, người ta copy cái video này của em và người ta chỉnh sửa, người ta gắn luôn cả tên của người ta và cái thương hiệu của người ta vào đây. Nhưng mà thực ra cái video của cái cây Hồng Y Thủy này là cây do em quay và em phân tích và em nói đến mọi người, em đăng lên để mọi người cùng tham khảo, chứ không phải là để cho một cái đơn vị mà người ta copy cái sản phẩm của bên em, người ta dán đây người ta bán. Thì khi mà các bác mua của những cái vườn mà người ta đi lấy những hình ảnh của người khác, không phải hình ảnh của người ta, thì có thể là người ta không có cây hoặc người ta không biết gì về cây, người ta không hiểu gì về cây mà người ta lại copy xong về người ta nói như đúng rồi. Đấy, thì các bác cũng nên là cân nhắc. Hoặc là như cái bài Địa Lan Đại Thanh thì chẳng hạn thế. Cái bài Địa Lan Đại Thanh này là cái cây Địa Lan Đại Thanh. Cây Địa Lan Đại Thanh này thì là do bên em viết từ rất lâu rồi. Và hình hoa thì như có cũng có một cái web mà người ta ăn cắp cái bài viết của bên em. Đấy, web Hiệp Sĩ Tầm Lan này. Hiệp Sĩ Tầm Lan này thì em như cái bài viết về cây Địa Lan Đại Thanh á. Đấy, các bác thấy này, cái bài viết về cây Địa Lan Đại Thanh mà ghi là giá bán 4 triệu này. Và những cái bài viết này gần như là copy ở cái bài viết của em. Đấy, thì cái web Hiệp Sĩ Tầm Lan này thì theo em biết là cũng là của cái chú Tuấn, của anh Tuấn ở Mỹ Đình, gọi là Vua Lan ấy. Nhưng mà có khi cái Địa Lan này chả biết cái Địa Lan Đại Thanh chả biết cái gì, thì người ta cứ copy xong người ta dán vào đây thì để người ta bán cái Địa Lan Đại Thanh. Thì khi mà anh chị mua Đại Thanh mà giá với bán 4 triệu ở những cái năm 2021, ở thời điểm hiện tại là tháng 7 năm 2021, thì giá của Địa Lan Đại Thanh là không phải là 4 triệu, nó phải là tầm 15 triệu các bác nhá, bình quân khoảng tầm 15 triệu. Thì đây như cái web của cái bác Vua Lan Trần Tuấn này thì đây có logo của bác ấy luôn, mà bác ấy copy cái bài của em, bác ấy chả biết gì về cây Địa Lan này sao ấy, mà các bác ấy copy gần như hết của em, bác ấy dán vào cái kênh của bác ấy. Còn những cái bài viết về Địa Lan Đại Thanh này em đã viết từ rất lâu rồi. Đấy. Và giá bán thì nó phù hợp với tùy từng thời điểm các bác. Còn em viết về cái bài Đại Thanh này là tất cả những cái đặc điểm sinh học, cách trồng, cách chăm sóc, cách nhận biết thân lá, rễ và hoa của cây Địa Lan Đại Thanh thì đều có nội dung rõ ràng. Nhưng mà ví dụ như cái bên của cái bác Trần Tuấn này, bác ấy không có nội dung, bác ấy copy gần như là tất cả cái cách trồng, cách chăm sóc Địa Lan của bên em. Thì bác ấy có thể là mang tiếng Vua Lan thôi nhưng chưa chắc đã có kiến thức về cái cây Địa Lan này. Thì cây nào cũng thế, nó sẽ cũng có những cái kiến thức cơ bản để các bác biết và tìm hiểu. Thì các bác cứ tham khảo ở trên website thiênđườngngànhoa.com để các bác có thể là hiểu hơn về các loại hoa lan, hoa hồng cũng như hoa ban công và những cái loại lan đột biến. Nhất là lan đột biến bây giờ là nó là một loại rất là có giá trị, và khi mà các bác mua ở những cái nơi mà nó không, người ta không hiểu biết về Địa Lan hoặc là lan kiếm hoặc phi điệp, lan đột biến, thì người ta không hiểu biết về lan đột biến thì người ta sẽ đi copy những cái bài viết của bên em hoặc là copy những hình ảnh để người ta mang về người ta bán hàng. Thì đó là những cái mà thông tin giả mạo, thì em cũng xin phép là làm một cái video về cảnh báo giả mạo này với những cái như là của cái bác Vua Lan Trần Tuấn này, bác ấy đi copy của bên em này, hoặc là cái bác Đức Hoa Lan này, cái bác Đức Hoa Lan này bác ấy đi copy của bên em, bác ấy đem về bác ấy bán hàng, thì cái đấy là cái không nên. Hoặc cái những cái đặc sản ba miền này đấy, hay là đột biến .net, những cái web như thế này, thì hoặc vườn lan .com.vn, những cái web như thế này là những cái web mà em đã nói ngày hôm nay, là những web một số web mà đã copy và mang cái sản phẩm của bên em về để bán, mà thực ra thì người ta không có một cái bản quyền nào cả và người ta không có sự xin phép ghi nguồn. Thì đó là những cái mà mọi người nên cân nhắc và lưu ý khi mà mọi người mua ở những cái website trên hoặc nhiều website khác, người ta lấy thông tin ở website thiên đường ngàn hoa.com để mang về. Thì cái đấy các bác nên tham khảo thêm, mua hàng đúng nơi,
uy tín, đúng những cái vườn mà người ta có cây, hiểu biết về cây. Như bên em là em có hiểu biết về cây, có nhận dạng đặc điểm thân lá và hoa, bất kỳ một cái bài viết nào cũng như vậy. Từ cái bài ví dụ như kiếm trắng Hạ Long này thì các bác chỉ cần vào các bác search, các bác biết là nó thuộc dòng kiếm lô hội này, hoa vàng trắng đấy, cái thân lá nhỏ dễ nhận biết, cần hoa dày đấy, thì các bác cứ vào đây các bác đọc, nó có những cái phần như là đặc điểm cây này, thân lá, hình dáng thân lá này, rễ cây, mùa nở hoa, màu sắc, hương thơm, điều kiện để cây phát triển tốt, cách trồng cây, chăm sóc cây như thế nào, tưới nước làm sao, điều kiện để cây nó ra hoa, thời điểm phun thuốc phòng trừ bệnh và cách bảo quản của cái cây hoa để cho chúng ta có thể có một cái sản phẩm, một cái cây chúng ta nuôi trồng được tốt hơn. Thì các bác có thể xem thêm ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa về để các bác hiểu biết hơn về những loại này các bác nhá. Em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau. Em chào tất cả các bác.